Để phân biệt huyền phù với dung dịch, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Hai cốc nước có tỷ lệ thể tích tương đương nhau. Hai thìa dùng để lấy và khuấy các chất. Bột sắn dây. Đường. Bây giờ, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Lấy một thìa đường, cho vào cốc nước thứ nhất. Sau đó, cô khuấy đều. Các em hãy quan sát kết quả. Tiếp theo, cô lấy một thìa bột sắn dây cho vào cốc nước thứ hai và cũng khuấy. Các em cũng quan sát kết quả. Bây giờ, cô sẽ để yên hai cốc khoảng 2 đến 3 phút. Sau khoảng 3 phút, các em hãy quan sát hiện tượng ở mỗi cốc. Cốc có pha đường vào nước, chúng ta được nước đường. Các em hãy quan sát hiện tượng. Cốc có pha tinh bột sắn dây vào nước. Các em hãy quan sát hiện tượng. Từ kết quả, các em hãy xác định nước đường và nước bột sắn dây có cùng trong suốt không? Cốc nào là dung dịch, cốc nào là huyền phù? Tiếp tục các em sẽ để sau khoảng 3 giờ đồng hồ. Các em hãy quan sát và cho cô biết ở mỗi cốc có sự thay đổi nào không?